Phong chào tất cả mọi người nha. Hôm nay lại lần thứ hai Phong và Thiên quay lại Tân Phước nha mọi người. Câu cá lóc nha. Hôm nay đi cũng vài điểm mới mọi người. Với lại quay lại một số điểm cũ mà hôm bữa nắng quá cá có cá mà chậm ăn á. Là nên mấy anh em mình quay lại nha, với lại gặp mấy anh trong hội thành phố Hồ Chí Minh đó. Rồi mời mọi người hôm nay cùng theo chân mấy anh em mình coi hôm nay có nắng và chua như hôm bữa không nha mọi người nha. Giờ đây là điểm câu đầu tiên của mình. Đây. Đó, Thiên đang xuống quăng trước nè. Rồi bây giờ mình ra cần cái rồi mình quay tiếp cho mọi người xem nha. Mọi người nhớ cho em xin một like đăng ký kênh nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ăn uống gì đó nôn nôn ấy. Trời ơi, bắt nhái không ngon để cái túi nhái dựng dựng đó dứt rồi dứt rồi dứt 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 thôi 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 mở nó đi lên đi nó chưa bắt nhái bọng gì hết rồi Thiên lên con đầu tiên luôn mọi người mới vừa xuống quanh có 4 5 đường 2 đường hả hai đường quá quá hớp à anh em ơi Thiên là quá mình cũng nôn mà còn kêu gỡ cá rồi nó chắc tới chịu chứ được không giờ hôm nay là tiếp tục câu lưới số ba lơ của bên mình nha mọi người nha này cá ăn mạnh nha mọi người nha mình thấy tình hình thì chắc cá ăn mạnh nhưng mà hiện tại bây giờ cũng cũng sớm mọi người chắc có thể là sáng sớm mình cá ăn mạnh rồi ok giờ câu mọi người Thiên luôn đó mình luôn này chơi thấy gì không thưa thấy gì chưa thấy gì không cá gì vậy bự quá từ 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 nó lên nè vãi thiệt cá này mày lên lên hàng mọi người đây mình dính con đầu tiên luôn rồi lưỡi số 3L 50K liên hệ số điện thoại thôi mọi người nha thỏ cắn 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 đơn hàng mọi người mình rớt xuống nãy nó cắn hụt bây giờ nó cắn rồi nữa luôn ôi cá Tân Phước đẹp ghê mọi người đó hai anh em mình là được con thứ tư nha mọi người ok anh em ơi quấn bị lạt không anh em
Con cá gì nó đồng đồng vậy đó. Có cá này, cá này. Trời ơi, cá nhà rồi. Nó làm lẹ quá. Nó cắn là nó nhả mình. Cắn anh em ơi, cắn anh em ơi. Cắn cắn rồi. Tôi cho nó đi chứ. Cắn rồi rồi nha, nó đang ngán ngán mình. Rồi lên. Thế em cầm lâu ok, con thứ ba đây ơi. Quá đã quá đã. Giận không? Nghe vậy hả? Từ từ nó vô à. Rồi, thấy không cắn anh em ơi. Rồi ơi, vuốt nhái tới giờ nhích nhái. Cái vuốt nhái tới cái tròn theo, còn không táp. Đã rồi. Dứt nè, ó dứt nè, thấy không? Nghi lắm mà. Dính nè. Tiếp tục anh em ơi. Nghe ngoài đâu miếng canh rồi vô ăn bánh canh anh. con đi câu rồi Ủa ăn chăm có nhà không? có vậy nó gì dưới là nó đây nó đây bà điện nó giùm con ơi. Dạ bắt ghế gì mà vậy đi bắt ghế gì vậy chứ sẹo không có bắt được. Trời ơi anh em ơi. Mình đang nghe thổi kéo về nó đẩy luôn luôn rồi. Đâu? Hồi nó theo kìa. Đây. Ôi có nó phải ngoài vậy đây, đây. luôn. Chừng cho nó đẩy cái. Thấy nguyên con giật thực chất. Cái nó đi theo về tới cái đấy luôn. Ê, rồi trời phen. Không nó dọn theo em kéo nhanh cái nó dọn theo. Dọn theo đừng thắng. Ơi. Ơi, đó. Thấy không nha táp không? Thấy không đừng có thắng là nó táp à. Không táp một chất. Mới dọn cái nó dứt luôn rồi. Ủa thở kìa.
Ủa, táp kìa, táp kìa. Táp kìa, táp kìa. Con này con khác, con này khác. Trời ơi, xảy rồi. Hồi táp đã vô trời này mà nhớ hơi là khiên nó rồi. Thiệt. Tập thiệt, đã thiệt luôn á. Táp em nè, nó ăn luôn nè, mà em giật sao chết lắc kìa. Ăn chưa hết nhái. Để lấy nhái nhỏ nhỏ chút á. Cho nó ngon rồi, đồ gì nữa? Tắt cái đá mười. Tắt bầm 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 luôn. Sướng nó tay. Mới tắt một cái quay lại chế rồi tắt nữa. Cắn anh em ơi, cắn anh em. Dính dính vậy không đó mà bắt không được. Mẹ nó nè. Còn con nãy xảy là con khác nữa. Tiếp tục. Qua đã anh em ơi. Em cứ chứ nói là gì? Cậu đãi người mới hả anh em? Quan trọng là anh em phải tìm điểm mới, chứ anh em cứ điểm cũ anh em coi hoài làm sao ra cá đó. Thì hôm nay thì có mấy anh em trong hội giao lưu với mình thì mình dẫn có một hai người á điểm theo để mấy anh em muốn biết điểm là đây câu, chứ điểm này thì chắc cũng ít anh em câu lên cá còn nhiều. Bởi vì hỏi sao mà em đi câu không có, em đi câu có cá em đi hai lần, lần này lần thứ hai rồi mình vẫn đi điểm khác nữa nha mọi người, vẫn có quay lại điểm cũ nhưng mà mình đi tìm thêm điểm mới mọi người, chứ anh em có điểm hai điểm em câu hoài cá đâu còn đúng không. Hôm nay lưỡi số ba lơi của mình tiếp tục lên lên hàng tiếp anh em ạ. À, dính hơi nhiều quá. Nói chung lưỡi này đánh là em đánh ok thì em chia sẻ cho anh em thôi. Chứ anh em nghĩ đi em bán cái lưỡi gì cũng đâu có lời gì đâu mọi người, đó là thợ làm mà em lấy là em bán thôi, chứ như kiếm tiền uống nước uống cà phê rồi thôi, cái lưỡi là vài ngàn vậy đó chứ đâu có nhiều đâu. Anh em mua lưỡi nhiều chỗ thì cũng cho 60 70, còn mình thì bán gặt là 50 ngàn đó. Thì anh em có thích lưỡi mẫu lưỡi này là ngày xưa ta cũng hay kêu là cắn cò này, số ba lơ nhưng mà nó hơi lơ nhẹ vô đó, 50k một cái mọi người, giờ chắc nửa thùng rồi đó. Em sảy cũng 5-6 con rồi đó. Gì? Thịt trời hả? Khó chứ, ở đây rồi. Đây còn rừng mà. Ủa? Ôi cái tiếng cái táp kìa. Còn không? Còn anh em ơi. Bên hàng. Còn nghe rồi. Trời ơi nó táp. Thiên cũng làm ăn không được gì đâu mà. Ok. Tiếp tục số ba lê đi ơi. Dài đường nữa. Dài đường lục tiếp. Táp đã. Ok rồi. Nó chạy vô nên mà mình giật mạnh lên cho lên bờ luôn. Rồi ok anh em ơi. Quá đã. Chấm đỏ. Mình ở chấm xanh. Vậy là không ở ngoài rồi, không đang ngoài đó đó. Mình đó đó hả? Ừ. Coi chừng nãy ông đậu xe rồi đó, ông đối diện mình luôn á. Nè đầu đường này giờ bắt đầu chỗ ăn nè. Cắn này kìa thấy không? Cho ăn nè.
Phải. Thấy cho ăn lại tôi quýnh nó ngậm 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 dưới không? Ủa ơi, con cá còn luôn nè. Gửi số ba lơ nha mọi người, lên hàng tiếp tục mọi người ơi. Một đường ba con. Tự nhiên ông Thiên ông không chịu câu, ông để cho mình vô mình bắt ba con luôn mọi người. Thiên lên hàng nữa kìa mọi người ơi. Tân Phước phải đỉnh lên em ơi. Ờ ngậm vậy mới được không? Ngậm nuốt luôn đó. Mắc hả? Sao à, có lý ta. Thiên lên hàng nữa nha mọi người. Con này chắc con thứ mười mấy giờ không biết luôn ấy. Cá lần phước vậy nè mà anh em cứ nói hên với lại xui không à. Tổ đãi người mới đồ. Rồi ok, giờ tới mình đi câu tiếp à. Để coi tới chiều coi bao nhiêu con nha mọi người. Đó, Thiên gỡ cá kìa. Lưỡi số ba lơ nha anh em nha. Mẹ bệnh này bảo quýnh ba đường thôi chứ gì á. Ờ, tính quay mấy con chim quăng cái chạy cháo. Chưa tới rồi đó nha. Vô à, vô à, theo kìa. Ở đâu? Ủa, 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 ủa. Từ từ. Trời ơi, nó đang theo rồi làm gì. Giờ chỉa đoạn câu tới chi vậy, dừng câu lên. Không thấy đâu. Cái sống con cá thì chơ luôn mà. Tùm lum luôn rồi. Trời ơi, nó nói con cá nó đang theo kìa, nó nói còn nó đâu. Không thấy. Dựng cái đoạn câu lên. Để cho hết hồ á. Hết hồ kia. Nó chưa vô bài đâu, kéo nhanh đi, kéo nhanh đường hai đường đi, đừng cho nó vô. Kéo nổi á, kéo đại nhanh lên, đừng có ăn. Đi quá xuồng sao qua bển hả? Kì. Đi sao qua bển? Qua đâu? Lỡ nó đi lên này sao qua bển? Thằng mình đi lên đi. Lên em quýnh bậy này, em quýnh hai đường là có bắt cá rồi đó. Tôi mày đừng có bốc quét. Tôi không giải cháu ơi. Thì đó, thì nói thì nó thí dụ nó đi lên thì em quăng cho. Cần em quăng xa cần anh mà. Hay quá. Cá theo chị chơi vậy. Cá đâu. Vô bậy cái là vậy. Nè dứt nè, để im xuống, để chìm xuống. Nhích lên. Không ăn thì nhích lên kéo về. Nhiều khi con cá này nó phải dí ra ngoài bậy mới ăn. Đó, nó đang theo, đang theo. Theo đâu? Quay về, nó quay về. Ôi, con nhái không để đâu hả vậy anh Thiên? Đó. Cái gì vậy? Nhái gì vậy? Nhái đâu, nhái ra nè. Từ nó có kinh nghiệm chứ, phải có người này chỉ người kia chỉ rồi. Đó, đó, đó. Dứt rồi kìa. Trời ơi, nó chậm theo cái tim như mình làm gì vậy? Từ từ, nhóng lên đi. Còn không? Từ từ, nó đang chạy được cái. Thì nó đang ăn rồi, nhóng lên cái, cho nó ghiềm xuống cái. Còn á, dứt, dễ, 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 dứt, chính rồi. Đó, từ từ, không có gì đâu nữa không? Phải. Cá nó đang đi dây, đừng có giật, giật nó không dính đâu. Chạy để thấy ghê chạy. Táp bực bực đáng ngày không câu đứng mà nói hoài. Thì cơ thạng mê, lên được bèn rồng quá. Đi tắm hả? À, đạt mấy rồi. Rồi mình mới cái lưỡi thôi coi. Sao nhiều với anh Đạt? Xong để lại bán. Anh đâu có bán hả? Không có bán hả? Cái này là mấy mẫu ta? Một mẫu.
chiếc xe. Bốn món, năm món. Đây Đạt vừa tặng cho mình mấy món lưỡi nha mọi người. Anh em thấy được cái gì liên hệ cho em nha. Lưỡi này thì 1,8 ly mọi người. Nhưng mà anh em, ủa anh có lưỡi có nhỏ không anh Đạt? À đúng rồi, yeah. Đó thì giờ trên mẫu anh em thích mẫu nào mà size bao nhiêu ly bao mấy ly thì nhắn tin cho mình nha. Này là lưỡi của anh Thạch Châu. Còn video sau mình sẽ test lưỡi này cho em mọi người xem nha. Lưỡi này quấn đây thì hơi ấy, hơi bự. Đấy, quấn mấy cái hầm hầm đó. Dạ. Này về dưới quấn thầy luôn. Cảm ơn anh đã. Rồi mọi người, giờ mấy anh em mình ghé ăn nha mọi người. Mình có giao lưu với mấy chú cần thủ này luôn nè. Đây. Không à. Đạt Châu, hai anh kia thì mình không biết bạn của anh Đạt Châu. Với lại hai em nhỏ đây ngồi uống nước ở đằng kia kìa. Tên bằng cái đá đó, đó là hai em nhỏ đó, chút nữa vô giao lưu với mình. Hẹn mình sáng giờ mà bị lạc đường rồi. Giờ hai em đã ăn rồi, đợi mình ăn xong rồi cái xuất phát đi câu tiếp. Rồi mọi người, giờ còn 12 giờ trưa, 12 giờ 30 trưa mọi người. Giờ team anh Đạt thì ba người còn ở lại, nên giờ mình với Thiên với lại hai em nhỏ đi câu trước nha. Phiền quá mọi người, nằm hoài nằm chứ không nói. Rồi ok, giờ di chuyển cho đêm câu quay tiếp nha mọi người. Rồi mọi người, hiện tại thì buổi chiều này mình câu cùng hai em nhỏ nha mọi người nha. Ủa em tên gì? Em tên gì? Nguyên hả? Còn em kia? À kéo qua bên đây nè, cái vạt bên đây nè. Bên đây có cá nè. Một người, một em tên Nguyên và em tên Sưng nha mọi người. Buổi chiều thì hai em nó chạy lên giao lưu mà quên hỏi hai em nó ở đâu. Rồi mọi người, giờ nắng quá mọi người, anh em mình câu cá cũng chậm ăn quá nên là giờ mấy anh em mình về nha mọi người. Giờ hai em này thì, ủa hai em về được nào? Rồi ok, rồi cảm ơn em nha. Hẹn gặp lại hai em ở lần sau nha. Rồi ok, về mình khỏe nha. Rồi ok. Rồi giờ mình với Thiên cũng về luôn, về rồi mình báo cáo cho mọi người xem nha. Rồi mọi người, giờ thành quả ngày hôm nay nè mọi người. Bây giờ Thiên bắt mà. Quá trời luôn mọi người. Hốt đại đi lấy à, cá đẹp kìa. Hai anh em đi bị lạc đường, về bị lạc đường đó, khá là đuối luôn á. Nhiều quá nó ngẫm hết mớ rồi anh em ơi. Rồi giữ ấy. Này chắc nó ở dưới ấy á. Ôi ôi. To to không luôn mọi người ơi. Uống ghê hơn cũng còn được mấy con to to. Cá Tân Phước to to gì không là đá không? Này kinh giờ có đếm mấy con không? Không. Cái gì quay không đếm. Quay. Đây quay cho mình. Đây. 2 4 giỏi luôn. 2 4 6 8 9 con hả? Còn. 9. 9 với đây 5 là 14. Rồi ok, ngày hôm nay thành quả của hai anh em mình là 14 con nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau mọi người. Nay khá là đuối luôn. Tân Phước nắng quá. Bye bye.